Trên mạng, nhiều người giao bán dàn phun hoa và dàn phun viên có giá cao gấp 2 đến 3 lần mức giá nhà máy pháo hoa LED 121 công bố. Nửa tháng trước Tết Nguyên đán 2022, nhà máy pháo hoa Z121, Bộ Quốc phòng ghi nhận lượng lớn người dân quan tâm tìm mua các loại pháo hoa không tiếng nổ, đặc biệt là hai sản phẩm mới trong năm nay là dàn phun hoa và dàn phun viên. Nhà máy Z121 niêm yết giá của một bộ dàn phun hoa là 330.000 đồng và dàn phun viên là 308.000 đồng. Tuy nhiên, người dân đang gặp khó khăn trong việc tìm mua sản phẩm này do các đại lý phân phối của Z121 thường xuyên quá tải. Các cửa hàng phải thông báo dừng phục vụ do không còn hàng để bán. Khác hẳn với các sản phẩm còn lại, dàn phun hoa và dàn phun viên được thiết kế với bệ phóng gồm nhiều ống đặt dưới mặt đất. Sau khi điểm hỏa, từng chùm pháo hoa bắn lên không trung kèm theo tiếng nổ. Với đặc điểm giống pháo thăng thiên, sản phẩm nhanh chóng cháy hàng tại các đại lý phân phối. Trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện nhiều tài khoản giao bán pháo hoa của nhà máy với giá đắt gấp nhiều lần. Trong nhóm Facebook có tên hội pháo hoa Z121, một hộp dàn phun viên có giá niêm yết là 308.000 đồng được giao bán với mức giá khoảng 900.000 đồng. Sản phẩm dàn phun hoa có giá niêm yết là 330.000 đồng cũng bị đẩy giá lên cao gấp 2 đến 3 lần. Trao đổi với Dinh ngày 17 tháng 1, đại diện nhà máy Z121 cho biết đã ghi nhận tình trạng giao bán sản phẩm pháo hoa của Z121 trên mạng với giá cao. Vị này khẳng định nhà máy vẫn phân phối sản phẩm đúng giá niêm yết, tuy nhiên không thể kiểm soát được mục đích của người mua. Ngay ở cổng nhà máy, người ta đến xếp hàng mua rất nhiều. Còn có phải mua vì nhu cầu thực sự không hay để bán lại cho người khác thì chúng tôi không thể biết được, đại diện nhà máy chia sẻ. Để hạn chế tình trạng mua đầu cơ để bán lại, nhà máy Z121 đã quy định mỗi cá nhân chỉ được mua pháo hoa với số lượng hạn chế. Bên cạnh đó, đại diện nhà máy cũng cảnh báo pháo hoa là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và chỉ được bán ở các đại lý được cấp phép. Việc cá nhân gom hàng, bán lại pháo hoa với giá cao là vi phạm quy định pháp luật. Mới đây, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã yêu cầu nhà máy Z121 dừng kinh doanh sản phẩm dàn phun hoa để thẩm định lại tiêu chí về tiếng nổ. Hiện, nhà máy Z121 hiện vẫn là đơn vị duy nhất được Bộ Quốc phòng cho phép sản xuất pháo hoa không tiếng nổ phục vụ người dân. Video đến đây đã hết. Vì hay và bổ sung rất mong các bạn để lại lượt like và đăng ký.